được. Ủa tao đâu hỏi mày đâu. Ừ. Nửa cái lô cả. Mày nhìn mày biết là mày tham ăn rồi. Đây anh Huy. Cô mua luôn hả? Dạ ăn chưa? Em về hả? Dạ. Chị ơi. Bằng lát nhắc nhớ tao chuyển khoản 90 cho bằng. Anh Dũng giữ 90 nha con. Mất công tao đi về bữa sau bả lên mạng bả bill rí lên nữa chứ. Sợ. Bãi dân mình thánh về luôn. Ăn chơi chị. Giờ ăn hả này nè, cái này cho không ăn cả trời. Cho mấy cuốn một miếng nha. Cho một cục nữa mày ơi. Rồi rồi nghe rồi. Có con nhiêu tiền hai cuốn mà. Cầm giùm em đi. 27 này 37. Chị ơi hai dĩa bún phi sao hả? Rồi nghe rồi. Tính chị nhiêu ạ? Bún phi sao với nuôi mình bóp về. Đây chị cầm giùm em đi nè nè. Cầm giùm em đi rồi đấy. Còn từ từ. Bằng có giấy hay tại đây. Con dĩa hủ tiếu với lại tôm nuôi. Ít nuôi đó. Rồi 50 đi. Ê, bữa nào ra phụ bà nha Yến. Thôi ra mày ăn đi. Bữa nào ra phụ bà ngày 500 ngàn thôi. Lui về. Chào cô chú nha, chào các bạn nha. Nay mình quay chị Yến. Nay chị Yến bán nuôi rau củ quả. Mì xào. Bún gạo không hả? Hay bún mì. Gỏi cuốn. Đây chị Yến mặc áo da beo. Này bà làm gì mà tới 7 giờ mấy bà mới dọn ra trời ơi. Lạy bà luôn á Yến ơi. Mình quá trời luôn. Để nuôi nó nước lèo nó bắt không thôi hả? Không có củ cải nè anh ơi. Không có mì nha cô ơi. Chị ơi ăn nuôi ăn gì vậy chị? Cho em mượn cái dĩa luôn. Cho em mượn cái hộp luôn đi. Nuôi nay bà bán nhiêu một tô ốc? Còn ai nuôi nữa không? Ăn đây 28 ngàn về 30. Nước lèo Thảo ư? Ông mua một nuôi đem về. Còn nào nuôi nữa không? Nuôi không nuôi luôn hả? Tại cô không ăn cái gì hết, con bị đơm sao? Đó, bởi vì cô ăn khó nên cô phải chờ. Ăn gì? Nó cũng rồi.
Vậy ăn nuôi phải không? Đây đây con hai cuốn. Hai cuốn Thảo ơi. Hai cuốn một cuốn bên đây nha. Nuôi về không hết nha. Hỏi lên em nha. Mẹ đưa cho dì hai giờ. Nuôi về ớt luôn hả? Ai nuôi về con không ăn mì thánh con. Không ăn mì thánh. Chờ em cổ cùng dùm hết rồi. Vậy chờ em chút nha. Hiện mà mốt làm cái khác được không chứ không mà mà mốt tôi mua cái ô này tôi cho bà thuê luôn Yến ơi. Hả? Nha mốt tôi mua cái ô bên cạnh tôi cho bà thuê luôn. Có ớt không? Có ớt chị không ăn ớt chị dặn mới lấy ớt hả? Hai dĩa bún mì hả Thảo? Chị ơi, ngồi cũng mì hả? Chị mì đúng không? Bán chạy giò nữa rồi, nó bún mì xào vậy. Bằng ơi, bỏ nó đi mua cho mẹ hai cục bình ảnh đi. Ngồi đông lắm hay là đi không kẹt đâu, bỏ nó đi. Bún xào đây. Rồi, mua, đi mua cho mẹ đi. Bà làm như bà làm chủ đây, bà đã lên cho người ta. Nè, con nói nha. Con nghe rồi. Bún xào về. Rồi. Bún mì xào về kìa Thảo. Đây đang làm nè. Bún mì xào vô lộn rồi. Không có, không có. Của hai bà cụ. Hoài mày ơi. À. Mày bữa nào mày quay mày nói tao để tao trang điểm lên á, make up cho mày. Mặt đầm hả? Ừ. Không make up mà được rồi. Chị biết là bả mặt da beo là bả có số má ở khu này lắm rồi đó. Dạ chị ngồi đi, cô ngồi đi. Hai xô thế chưa? Sao chị? Ớt đây rồi. Một về phải không? Em mai bả mặt da cọp luôn nè. Mày ăn gì? Em hết mì xào trước đi, lát em ăn thêm nuôi. Bún á. Bún mì hả? Không, bún xong rồi, ít thôi. Rồi được rồi, bớt thêm. Cho xin 10.000 đi anh. Ủa vậy chị mới Thảo. Để mấy cuốn tao làm cho. Rồi nhà nào có cuốn của ai? Đây đây. Đi tìm cho Thảo. Đây nha cô chú anh chị. Hẻm 291 Võ Văn Tần. Ủa cô ăn gì kìa? Chị qua đây ngồi đi chị hai. Có thiếu đi không có đọc được. Em lưu đi, em thường ăn chuyển thôi anh chị. Thường chuyển khoản thì giờ thì lưu giùm đi. Coi cho con một phần đu nước về. Ăn chuyển khoản thường thì lưu số giùm á, nên là khoan nghỉ đi. Để cho mỗi lần ăn cái đọc hoài, đọc hoài nha, không đọc. Ủa gì ai qua đây? Ta thích chuyển khoản chứ thường chuyển khoản đâu. Thường chuyển khoản nhưng mà phải lưu số luôn đi đúng không? Cái gì mà mình đâu có đọc hoài. Ờ. Em không có xài giờ lấy. Có
Nhiêu Yến? 30. 30 hay 30? 30 hả? 30 thôi là 20. Mày muốn cái gì vậy? Tao không có đọc nha. Trời, bác chồng mới trả lời được. Nuôi anh. Nuôi gà, ảnh hỏi nuôi sao ảnh? Ảnh kêu dĩ mì. Dĩ mì á, cho tôi nuôi đi, tôi nuôi. Ăn đây hả? Dạ, ăn đây. Quay ngồi với em. Anh đang nuôi hả? Dạ. Nuôi hả? Anh ơi, nuôi hả? Lấy bịch nuôi về vậy. Có một bịch nuôi mang về đi chị. Không cay nha. Nuôi về không cay. Cái nào anh không ăn nắm trong con? Đó, nắm nuôi á, con nắm trong con. Bỏ rồi. Rồi còn về Yến ơi. Thảo ơi, Dũng về hả? Đây nè, anh này nè. Xe cái quay xanh của ai? Đậu sát vô giùm em đi. Anh chị xuống xe giúp chị đi con ơi. Tôi nuôi rồi. Nuôi về hả? Một bịch nuôi về không cay nha. Không cay rồi, 30 ngàn. Cay mới kêu á. 30. Không có nước, không có nước, chỉ có khô. Thôi 70. Nước là nuôi. Bỏ 70 vô bịch luôn. Chạy thêm tao nuôi nó chạy. Anh không có tiền lẻ hả? Cho em tiền lẻ đi. Thiếu em đi. Nè, trả lại lấy 3.000. Con tô 2 cú. Nuôi có nước. Chạy lấy cho tôi chị ơi. Thêm tao nuôi nữa. Dạ nè. Đó đưa ảnh lại 100. Tôi về ông ớt không? Ở thiếu vậy rồi biết ai vậy? Nuôi của em hả? Em quay YouTube. Em quay món ăn không à? Sài Gòn dấu yêu. Dạ. Kêu Dung nó vô nuôi giùm đây, vô hết đem ra đây giùm luôn. Đem nuôi ra, đem qua Quỳnh. Có chả giò cầm ra luôn. Giờ dạ. Sao không ăn Quỳnh hết hả? Dạ, trên nhiều rau. Không cay hả? Dạ. Yến là em quay bả hồi bả còn trẻ luôn à. Cay. Ở đâu? À, của cô nè. Nè, 30 ngàn của em gái nè. Về hả cô? Đúng rồi. Ăn cái gì về đưa đây. Đưa, bỏ bao ra. Lấy bông khác. Bỏ rồi, bỏ rồi. Bỏ rồi. Con nuôi ăn thêm này hả? Con nuôi ăn thêm. Có kè không cay luôn. Ai không cay? Nuôi không cay luôn á ông vậy? Đúng rồi. Chị ăn nuôi mì xào nói đi chị. Nuôi. Con không tiếng không con? Dạ đúng rồi. Chị không tiếng xào. Xuống đây ngồi đi, đi ăn xuống dưới cái bàn thấp nè. Cho mình nó thử nước mà. Ở dưới cái bàn thấp dẹp sữa tươi Thảo. Chừng nào chỗ này bán nói tôi nhờ Yến. Chị nuôi có không? Ớt không? Không hành thánh luôn nha. Không nắm cỡ. Bây giờ nó bữa nay luôn con, có chị thông cảm với em đi Hoàng Thị. Rồi 30 ngàn. Của ai? Của ai? Của cô đứng trước mặt này.
đây có ai đây? Nước mía đó không đường đó chú. Nước mía không đường. Không ăn gì dặn bỏ ra. Không ăn gì dặn bỏ ra đi Thảo. Không ăn gì. Còn ăn đâu cả, ăn chả giò hả? Con bỏ bịch được không? Yeah. Ủa con năm cuốn với lại tôi nuôi bao nhiêu tiền? Tính tiền bên đây nè Thảo. À, không Hoành Thánh nè, 25.000. Nè nè nè. Cho ba bịch tôi đem về nha chị. Đây nè anh ơi. Bỏ bịch nha. Chị lấy 25.000 cũng mì luôn hả con? Cũng không nhưng mà cho bỏ cái nha. Đậu hũ gì không? Đậu phộng không? Thôi cho bây giờ nè. Đậu hũ đậu phộng không? Có cay không chị? Mình không lấy mánh nha. Cay. Không cay người ta dặn. Không cay. Chị gì đúng không? Không cay là người ta tự mình còn bịch. Lấy cái gì con lấy cho. Ớt thì lấy cái bao con lấy ớt cho. Rồi rồi rồi. Nè cột lại luôn. Nó nhiều nhiều nha. Rồi con làm một bao khác đi cho Thảo ơi. Rồi là con lớn đi. Để tôi lấy đâu nữa. Lấy ớt rồi. Thì sao con nghe cô nói không ăn nước mắm? Nó lấy nước mắm nhiều. 28.000 ăn đi thôi. Thảo. Có 10.000. Anh 28.000 anh ơi. Đó, rồi. Đó. Đưa 4 chồng có 12 đó. 3 phần dời. 2 phần không cay, 1 phần cay. Hẻm 291 Võ Văn Tần cô chú. Anh bay về vậy chị? Dạ được. Thảo ơi 30.000. Thêm. 2 phần 60.000. 2 cuốn hả? 10.000 đó là 70.000. Bây giờ lấy tiền gì? Nó nói gì lấy tiền trước hay gì hay gì không có để ý á. Trước là đã quên á. Luôn cái cô 25.000. 3 phần 1 phần cây 2 không cây. Ta cầm giùm con đi. 95.000. Không cay của ai đây? Một phần không cay, hai phần cao. Hai phần không cay, một phần 35. Cái bịch nước lèo tao mới để đây nè. Cái nước lèo mới để nè. Hai phần không cay, một phần 35. Bạn ơi, lấy nuôi ra đi con. Hết nuôi rồi nè chị, 60.000. Đâu 3 phần lận mà. 3 phần lận Yến ơi. 3 phần à, không cay hết luôn hả? Không. Không, 2 phần không cay nè. Rồi, lấy thêm một cái mì xào nữa. Dạ không ăn gì dặn em nè chị. Thôi lỡ rồi mất chạy từ bữa. Không cay, 2 phần cay, 3 phần thôi chị. Hết nuôi vô bao rồi bạn ơi. Một mì xào, 3 phần thôi chị. Hết nuôi vô bao rồi, đi vô lấy nuôi không có thời gian mà vô bao. Lấy mì xấu không lấy cái giò với 3 phần. Một không cay ạ. Bây giờ có một cuốn ăn mình mới đạo. Bây giờ không chả giò thì ơi, từ từ thì chờ giờ con mở ra, mở ra để chả giò ra, giò thông xong có gì đâu mà rắc rối. Bao nhiêu tiền nó tốt 20 nè. Không ăn Bình Thánh luôn hả? Không. Áo ra đi Thảo. Phần nuôi đem về. Bỏ chả giò Bình Thánh ra thì ăn gì? Không ăn không ăn. Thêm một mì xào. Lấy 25.000. Ôi, người này đâu có người khác nhậu quá. Bị Yến á. Cái này không cay nè Thảo. Dạ. 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 Ba phần một phần không cay. 90.000 chị ơi. 90 chị ơi. Thôi 10.000 luôn. Cho 25.000 đi em.
bánh nuôi đây là chị ba bánh. Đang làm. Đâu không ạ? Cái này 5.000 một cuốn. Hai dĩa nhiêu vậy? 56.000. Của chị hai phần đó rồi đúng không? Cho phần mì khô. Mì khô, mì khô kìa. Nè Thảo ơi, hai đuôi nè. Để lấy cho. Ở đó trên thềm nè, trên tủ đó. Dạ ok, nhận thôi đó chị. Lát bà nhớ nhắn tôi đưa bà 90 không thôi tôi đi luôn đó nha Yến. Dĩa một tô 84.000. Em gái ơi. Thôi 20 luôn bằng 84. 84 cho con 5.000. Bả mặt da beo ai dám giật của bả. Nuôi một bún xào 60 phải miếng. Đúng rồi. 60 phải em. Dạ em 2 cuốn bì. 2 cuốn bì nữa. Dạ 70. Anh ơi tính tiền anh nói là nuôi ít nha để biết tính nha. Thôi 30 bạn ơi. Thôi 30 yến nè. Một nuôi một cuốn xào 2 cuốn bì. Đưa tiền rồi đó. 30 đi bằng ơi. Cho chị của em lại gì? Một nuôi 3 cuốn. Đồ chay. Đúng rồi. Trời ơi đi xe xem ra nó con chó đó con. Chay. Nó đi ra đâu rồi đó đúng không? Cái nồi này là cái gì ạ? Nuôi. Rồi một nuôi 3 cuốn về Úc Yến ơi. Một nuôi 3 cuốn kìa. Lấy 2 cuốn bì cho chị hai. Chứ lấy rồi. Có 4-5 lần mà. Bút cơ thối đi bằng nuôi 3 cuốn nè. Đó. Để con nửa cho nuôi thôi. Lát nữa tôi ăn nửa tô hành. Cho mày hôi nách luôn. Má, mày ăn ra nhiều hôi nách nha con. Đừng có ai mà ăn nhiều có cho mày ăn hết luôn á. Cho không? Trời đất ơi, chuyện nhỏ. Cho con hai tô nuôi không hành nha. Đó. Ngò không ăn phải hành, ngò được không? Hành phi ăn không?
Để thêm hành thánh. Rồi. Dĩa hành thánh này là 10.000 nha cưng. Có muối rồi chứ đâu có nước mắm. Có tương không? Có. Không có. Nó có bỏ vô nước lèo ăn mà. Ăn nước tương hả? Nước tương hay là nước tương hay xì dầu? Nước tương. Nước tương hay xì dầu? Xì dầu là người Tàu người ta kêu, nước tương là người Nhật Nam. Nghe biết thôi. Nước tương hay xì dầu? Mẹ quay phim ngon lắm ngán không ai biết rồi. Tàu nuôi với một ít bún. Mẹ nhiêu mẹ Yến? Trời biết nhiêu đâu. Tô nuôi với ít bún, bún 20.000 đi. Có nhiêu? Yeah. Đúng chưa? 48.000. Hai tô nuôi một bò hành bò ngò với nhé. Trời ơi quen rồi đó. Quen rồi. Đó, bà hại người ta mà. Bỏ nuôi, bỏ ngò nhiều đấy. Có nước gì vậy? Kia kìa, ở bên kia kìa. Hỏi nước thì qua cổng bơi. Ăn nuôi thì cổng A. Này em trai, không ăn làm thi được luôn hả? Dạ có. Tao nuôi với năm cái Bình Thánh về. Con trai. Mình tôi nuôi không cay. Bạn ơi, bạn qua bê cho bên bà Phúc thằng con. Với năm cái Bình Thánh về luôn. Nè qua bên bê bà Phúc nè. Để xe để tao điện mà. Đậu kế bên chiếc khu chợ dưới vườn tôi. Bên tay trái đó cái chiếc lấy gì nữa em? Ngồi ghế đi chị. Cái số bên kia kìa. Đây nè, đủ không cây năm cái hoành ánh ngồi đi, chị dẹp. Lấy cái đồ đi. Bốn bốn ghế ăn đi luôn hả chị? Em để đi cho người dẹp chị. Để nó xuống nữa. Kêu bà đã đó. Kêu đâu bán đâu, mình đó bán đó. Chị nuôi hay mày xào? Nuôi em nuôi á chị. Em nuôi. Thảo lấy cái dĩa đưa giùm kìa Thảo. Để gác lại trên gác lại trên gì đây gác lên dưới đây nè. Một dĩa hoàng thánh nữa bà Yến. Nghe rồi từ từ một giây. Nóng nha. Em nói nóng trời em mới vừa nói chị nóng chị nghiêng cái tay. Rồi, đó đi qua đây cho nó dễ. Đây. Lấy cái dĩa kia về giùm mấy dụng. Thì để ra đi, cho lấy ra cho biết. Không được à. Không có dĩa được. Dĩa em dĩa đi. Dĩa mày xào hả chị? Ăn đây hả chị? Ngồi ghế cho em dĩa với tô luôn nha. Ngồi ghế. Chắc con nuôi chay mang về đi. Rồi nghe. Còn nước lèo dĩa với tô hả chị? Qua ghế, qua ghế rồi. Em ăn cuốn. Có lại gì nghe một ngu với một cuốn gạo xào nha. Em trái dầu mình thánh gì không? Có một cái con dĩa muốn gạo xào đi. Rồi rồi. Mình rửa phần gạo thôi nha. À, cái này cậu cái thiếu nuôi ở đây đó, cậu bỏ vô luôn. Để vò trong nhà còn không vậy? Để vô mà. Cuốn gạo xào nửa phần gạo thôi nha con. Dĩa cuốn gạo Yến ơi. Múc cho tao thêm chạy giò thôi nha, không ăn mạnh hả? Thảo ơi, Thảo à.
Rồi anh đâu uống nước đó. Dẹp tô Thảo ơi. Chị còn tô nuôi nữa phải không? Còn tô nuôi nữa Yến ơi. Móc tô nuôi đem qua luôn kìa. Cô lấy cái gì? Một nuôi với hai cuốn, hai bình thánh, 44 ngàn. Dạ đúng rồi. Một mì xào luôn cái gì em trai? À, một mì xào cho cô về. Tiểu Thảo kìa. Cô này. Mày đưa đâu đi? Mì xào dời. Vậy hả? Mì bún hay là mì không? Mì, mì không. Có ai rau không? Giá với rồi vậy chị cho miếng rau vô. Cái thê, cái thê luộc á. Chị dặn em nói cái dĩa này là hai vị nghề nha. Hello, xích đập đi. Đi về hả? Xách away hả? Một hả? Nuôi hả? Mỗi à, mỗi à. Mấy anh Tây rất thích ăn. Rồi nuôi chậu luôn. Yến bà bỏ gì trong đó mà anh Tây rất thích ăn Yến. Nuôi có ai, nuôi có ai. Bỏ không phục không có ai gì đâu cực chậu. Bỏ không ai với gà không. Chili. No chili. Có rồi, bỏ vô bao rồi thôi. Đồ mà biết chili luôn à. Thank you.
Không, em không có phơi. Thả vào, hôm nay ba cái điện thoại. Nó bỏ 2 cái quạt nắng vô. Bút phê luôn hả? Bỏ vô rồi. Hay gì đâu mà. Đó chị Yến bán nè nha, mì nè, nuôi nè, hoàng thánh nè. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo ạ.